Tiếp theo, Khang In. Khang In, từ này rất là dễ đọc ha. Và Xin Dong, nó sẽ đọc là Xin Dong, Xin Dong, Dong, Xin Dong. Như bạn đọc là Xin Dong, Xin Dong là Xin Dong, Xin Dong. Tiếp theo đó là con thấy các bạn hay đọc theo tiếng Anh thì các bạn đọc là Sung Min, nhưng mà mình đọc đúng theo dạng của tiếng Hàn thì lúc trước tôi đã nói rồi là Song Min. Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Hàn như người bản xứ, hãy đến ngay Green Academy nhé.